Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Tin cực sốc, sắp bị sa thải, huấn luyện viên Thiếu Sứa gấp rút tìm bến đỗ mới, người hâm mộ dậy sóng. Quá thần kỳ và cảm xúc chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi nhận được tin huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa đã quyết định rời Việt Nam để trở về Pháp. Trong bối cảnh mâu thuẫn với VFF, áp lực từ dư luận ở mức rất cao. Tuy nhiên trong đầu tháng này thì có nguồn thông tin đáng chú ý. Khi có nguồn thông tin về việc ông Philippe Thiếu Sứa có cuộc gặp gỡ với ban lãnh đạo của câu lạc bộ Persepolis của Iran. Cuộc gặp gỡ này đã được nhà cầm quân người Iran tiết lộ. Có thể đây sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp của huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa khi mà Persepolis không chỉ là một đội bóng hàng đầu tại Iran với 15 lần lên ngôi tại giải vô địch quốc gia và 2 lần là á quân của AFF Champions League, mà đây còn là môi trường bóng đá mới mà ông có thể tìm kiếm sự khởi đầu mới sau quãng thời gian đầy sóng gió tại đội tuyển Việt Nam. Nhưng không chỉ có sự rời đi của huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa gây chú ý, mà còn rất nhiều tin tức bất ngờ về sự hồi phục thần kỳ của hàng loạt trụ cột công thần của đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng đã trở lại với tập luyện và thậm chí đã thi đấu giải giao hữu cùng với các câu lạc bộ. Chỉ ngay sau khi huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa rời khỏi Việt Nam, sự hồi phục nhanh chóng của các trụ cột này càng làm dấy lên sự nghi vấn cho việc họ đã tẩy chay huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa vì không đồng tình với cách làm việc của ông. Điều này càng được củng cố thêm khi trước đó thông tin được VFF cho biết các câu lạc bộ không nhả quân và một số cầu thủ đã giả chấn thương để né triệu tập lên đội tuyển với một diễn biến đầy kịch tính mà có phần đáng tiếc cho bóng đá Việt Nam. Tình hình hiện tại không chỉ là một thách thức đối với VFF trong việc xử lý và đưa ra quyết định phù hợp mà còn là cơ hội để đánh giá lại cách tiếp cận quản lý và phát triển của đội tuyển. Sự hợp tác, đồng lòng, nhất trí từ các bên liên quan cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ chính là chìa khóa quan trọng để định hình và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam hướng tới một tương lai tươi sáng và thành công hơn. Sự hồi phục thần kỳ của các trụ cột và công thần của đội tuyển Việt Nam không chỉ mang một tín hiệu tích cực về mặt thể chất mà còn phản ánh sự thay đổi tâm lý rõ ràng trong đội bóng sau khi huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa rời đi. Tuy nhiên, tình hình này cũng đặt ra những câu hỏi lớn về tình hình quản lý và tương tác giữa huấn luyện viên với cầu thủ và VFF trong thời gian qua. Sự kiện ông Philippe Thiếu Sứa ôm tiền về Pháp là những diễn biến tiếp theo đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Câu nói ông đừng quay lại Việt Nam nữa không chỉ thể hiện sự thất vọng sâu sắc mà còn phản ánh mong muốn cháy bỏng về một bước ngoặt tích cực, một sự khởi đầu mới cho đội tuyển quốc gia trong bối cảnh hiện tại thì VFF đang đứng trước thách thức lớn trong việc xây dựng lại niềm tin và sự đoàn kết. Điều cần thiết bây giờ là sự lắng nghe, đồng cảm và hợp tác từ tất cả các bên, từ lãnh đạo liên đoàn đến các cầu thủ, các huấn luyện viên và người hâm mộ. Đây cũng là cơ hội để VFF thể hiện sự chuyên nghiệp, quyết đoán và tầm nhìn thông qua việc quyết định sáng suốt và kế hoạch hoạt động hiệu quả. Sự kiện này còn nhắc nhở rằng trong thế giới bóng đá đầy biến động, không chỉ kết quả trên sân cỏ mà còn quản lý, giao tiếp và xây dựng đội bóng cũng quan trọng không kém. Và trên hết, nó cho thấy sức mạnh của người hâm mộ, sức mạnh của cảm xúc, tình yêu và niềm tin vào bóng đá có thể tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, định hình cho tương lai của đội tuyển trước mắt và tất cả đều hướng về VFF và các bước đi tiếp theo của họ. Với hy vọng rằng mọi quyết định đưa ra không chỉ là vì lợi ích hiện tại mà còn hướng đến một tương lai vững chắc và thành công cho bóng đá Việt Nam. Trước khi lên đường cùng đội tuyển tham dự Asian Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Thiếu Sứa đã thốt lên một điều rằng đó là 80% người hâm mộ không ủng hộ tôi và đội tuyển Việt Nam. Có rất nhiều người muốn tôi từ chức. Những chỉ trích và sự quay lưng của người hâm mộ có thể không phải tác động gián tiếp đến huấn luyện viên Thiếu Sứa và đội tuyển Việt Nam. Những làn sóng phản đối từ giới điều mộ đương nhiên khiến cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam không khỏi suy tư về tương lai của vị chiến lược gia 68 tuổi. Bởi suy cho cùng, những khoản tiền tài trợ từ doanh nghiệp và bóng đá Việt Nam cũng xuất phát từ người hâm mộ Việt Nam với mong muốn chiến thắng cho đội bóng áo đỏ. Trước khi vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 thất bại sau 5 trận đấu trong tháng 10 và tháng 11. Cụ thể thì đội tuyển Việt Nam thua Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc và Iraq. Nếu nhìn vào những gì diễn ra tại vòng chung kết Asian Cup 2023, ngoại trừ Trung Quốc đã trải qua quá trình thi đấu tệ hại bạc nhược, còn 3 đối thủ còn lại đều thể hiện được trình độ cao tại vòng bảng giải đấu. Ông Philippe Thiếu Sứa muốn rằng đội tuyển Việt Nam cần phải gặp những đối thủ mạnh trên tầm bởi vì điều đó mới giúp cho các cầu thủ có kinh nghiệm để được va chạm, nâng cao trình độ và bản lĩnh thi đấu. Chính ông cũng đã nói rằng không muốn đội tuyển Việt Nam gặp những đối thủ lang nhang chỉ để thỏa mãn chiến thắng từ người hâm mộ. Nhưng thực tế thì lại phải thừa nhận rằng không phải ai trong giới bóng đá cũng nhất quán được điều này. Hoài nghi về một Việt Nam thi đấu bạc nhược tại vòng chung kết Asian Cup 2023 đến từ người hâm mộ là có lý, bởi họ sợ rằng đội tuyển Việt Nam đầu không xuôi thì đuôi không lọt. Câu chuyện càng khó hơn với ông Philippe Thiếu Sứa khi mà Việt Nam thua tiếp Kazakhstan tại trận đấu tổng duyệt trước giải đấu. Và đúng ở thời điểm thất vọng và hoài nghi về đội tuyển Việt Nam
của huấn luyện viên Trussier. Điều đó đã làm dậy sóng Asian Cup và người hâm mộ nước nhà bằng một trận đấu không ai nghĩ đến trước Nhật Bản gặp đối thủ thắng như trẻ tre. Trước thêm giải đấu, ai cũng nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thành cái rổ để đựng bóng cho đại diện xứ hoa anh đào. Tuy nhiên, ông Philip Trussier đã đáp trả một cách đầy mạnh mẽ, đúng như những gì tuyên bố mà vị huấn luyện viên này đã khẳng định trước khi tham dự vòng chung kết đỉnh cao nhất châu lục. Với cách mà Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1 hay là tổ chức phòng ngự hợp lý trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup 2023. Quả thực trận đấu đó hơn cả mong đợi của người hâm mộ trên sân. Điều đó khiến cho người hâm mộ bắt đầu có cơ sở về một đội tuyển Việt Nam thực sự đã mạnh mẽ hơn sau những chui rèn ở giai đoạn tiền giải đấu. Nút thoát về sự kỳ vọng lẫn áp lực dành cho huấn luyện viên Philip Trussier bắt đầu được cởi bỏ. Niềm tin dành cho vị trí người Pháp được tăng lên đáng kể giữa hai mốc trận đấu gặp Nhật Bản và Indonesia. Chỉ cần một trận đấu thắng Indonesia thì chưa cần biết việc có thể đi tiếp ở Asian Cup hay không. Huấn luyện viên Philip Trussier chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ giới điệu mộ cũng như người hâm mộ. Song, ông Philip Trussier đã cầm lên kim cương và rồi lại để rơi. Chính xác hơn là ông đã tự mua dây buộc mình bằng một trận đấu đầy dẫy những dấu hỏi. Dù Hùng Dũng, cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu gặp Nhật Bản, lại không được đá chính ở trận đấu gặp Indonesia, thậm chí trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam khó khăn trong tuyến giữa. Ông Philip Trussier quyết định vẫn không đưa anh vào trận đấu. Điều đó khiến cho người hâm mộ buộc phải đặt dấu hỏi về việc dùng Hùng Dũng của ông Trussier. Không hiểu ông Philip Trussier gặp vấn đề gì mà ông không tạo điều kiện cho Hùng Dũng ra sân. Thêm vào đó là cách nhập cuộc bị động cùng với sự ứng biến thiếu linh hoạt của ông Philip Trussier khiến cho đội tuyển Việt Nam đã bế tắc hoàn toàn trong nhiệm vụ làm bàn trước Indonesia. Một trận đấu mà Việt Nam đã thua thiệt về đấu tay đôi, thua thiệt về người và nhạt nhòa trong các phương án chơi bóng thiếu ý tưởng và cách vận hành tấn công kém cỏi. Điều đó khác hoàn toàn so với tham vọng biến đội tuyển Việt Nam trở thành một tập thể chủ động, linh hoạt trong các phương án phòng ngự phản công và nhạy bén trong các pha toan tính kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Philip Trussier từng nói. Tuy nhiên, trận thua trước Indonesia khiến cho huấn luyện viên Philip Trussier mất rất nhiều. Một mặt là đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup 2023 và đang phải đối diện với cảnh bị văng khỏi top 100 thế giới. Mặt khác thì hệ tư tưởng về một đội tuyển Việt Nam giàu sức chiến đấu và bản lĩnh khi gặp các đối thủ mà ông Philip Trussier liên tục chia sẻ đã không được cụ thể hóa trong một trận đấu mà đáng ra không được phép thua. Cần phải nói thêm là người tiền nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo rất biết cách để cùng đội tuyển Việt Nam thắng trận đấu nào và coi đó là then chốt. Nhưng ông Trussier thì lại không có được sự nhạy cảm như vậy. Đó từng là vấn đề lớn khiến cho vị huấn luyện viên người Pháp không còn có được thành công trong suốt hơn 10 năm qua. Khi liên tục những câu chuyện bổ nhiệm rồi lại sa thải diễn ra trong thời gian chóng vánh, mọi thứ đều phải trải qua trên kết quả. Huấn luyện viên Philip Trussier đối diện trận đấu với đội tuyển Iraq bằng một ranh giới mong manh. Ở đó, thất bại trước Iraq hùng mạnh đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với cơ hội tìm kiếm bàn thắng với Indonesia. Còn hiện tại thì ông Philip Trussier có lẽ nên tự trách bản thân mình. Khi sự nhạy bén không còn được hiện diện, vị huấn luyện viên sắp 70 tuổi rồi. Dù rằng với huấn luyện viên Philip Trussier rất nhiệt huyết, tuy nhiên chúng ta vẫn cũng phải khẳng định rằng ông Philip Trussier có thể rất giỏi nhưng không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Đó là những gì mà chúng ta có thể kết luận. Còn đương nhiên trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ chờ đợi xem VFF đối xử với huấn luyện viên này như thế nào. Dựa vào kết quả ở hai trận đấu vòng loại World Cup 2016, hiện tại thì ông huấn luyện viên Philip Trussier đang về Pháp nghỉ ngơi và đó cũng là điều tối kỵ trong bóng đá. Đặc biệt là trong bản hợp đồng mà chúng ta thấy được rằng ông Trussier đã về nghỉ ngơi ở dịp Giáng sinh vừa rồi. Bây giờ đang là Tết cổ truyền của Việt Nam, ông sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi khoảng một tuần. Và đương nhiên rồi, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Đó phải chăng là ông đã gom tiền để về quê hương để có thể yên tâm gửi cho người nhà, sau đó thì ông sẽ quay lại để tiếp tục ôm tiền của Việt Nam. Nếu bị sa thải thì ông có được đền bù số tiền lớn hay không? Và đương nhiên rồi, về là với lý do nghỉ ngơi, nhưng mà đương nhiên ông đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới để có thể dẫn dắt trong thời gian còn lại của sự nghiệp huấn luyện. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.